Chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình 12 giờ của đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, tối qua 18 tháng 12, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cần Thơ gọi tắt là CBA tổ chức đêm gala tổng kết chương trình cà phê doanh nhân năm 2022. Đến dự có ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ngành và gần 100 doanh nghiệp hội viên của CBA chương trình cà phê doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ CBA triển khai từ tháng 9 năm 2022 nhằm giúp doanh nghiệp có dịp giao lưu kết nối giao thương, cập nhật định hướng chính sách và pháp luật liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, giúp chính quyền nắm rõ nhu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp để có hướng hỗ trợ kịp thời. Chương trình cà phê doanh nhân được tổ chức vào buổi sáng thứ bảy mỗi tháng 2 lần. Qua 7 kỳ triển khai trong năm 2022, Chương trình đã thu hút hơn 500 lượt tham dự và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao vì mang lại được lợi ích thiết thực, kết nối gần hơn chính quyền và doanh nghiệp. Tại lễ tổng kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Dị Trường nhấn mạnh, mô hình cà phê doanh nhân được tổ chức thời gian qua đi sự quan tâm từ các doanh nhân là hội viên của hiệp hội doanh nghiệp, sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố, bước đầu cũng tạo được sự kết nối giữa các bên, Tuy nhiên, mô hình này không nên chỉ dừng lại ở việc là kênh thông tin để trao đổi các vấn đề mà các doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình làm việc với các cơ quan quản lý. Mà cà phê doanh nhân cần phải là một điểm hẹn của nhiều mục đích, nhiều đối tượng. Do đó, mô hình cà phê doanh nhân cần được lên kế hoạch thực hiện bài bản hơn, chu đáo hơn, mở rộng đối tượng tham gia, bổ sung các nội dung chủ đề của các buổi cà phê doanh nhân. Dịp này, CBA tiến hành ký thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng việc theo Cần Thơ, chi nhánh Tập đoàn Diễn thông Quân đội, dự hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến kinh doanh đa kênh năm 2023. Sáng nay, ông Nguyễn Xuân Hải, Quỹ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và một số ban đảng Sở Nội vụ dự kiểm điểm tập thể cá nhân Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương năm 2022. Năm 2022, Đảng quỹ, Ban giám đốc Sở Công Thương thành phố Cường Thơ đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch của Quỹ ban nhân dân thành phố Cường Thơ giao. Qua đó đã góp phần khôi phục sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cung ứng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng quá thiết yếu phục vụ nhân dân, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, các điểm trọng yếu phòng chống dịch và khôi phục sản xuất, kịp thời tham mưu điều tiết đảm bảo duy trì cung ứng xăng dầu. Đặc biệt, năm 2022, có một số chỉ tiêu quan trọng của ngành đạt cao, như chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng gần 27% so năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ năm 2022 đạt và dược trên 12% kế hoạch. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện. Do đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu phân tích rõ những nguyên nhân hạn chế để tìm ra giải pháp phù hợp, hướng tới được cao hiệu quả công việc cho năm 2023. Cũng sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Cây Trăng khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân quận Cây Trăng khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cây Trăng và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận. Năm 2022, Cái Răng thực hiện đạt giải dược 14 trên 16 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quận đề ra. Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các hoạt động sản xuất được khôi phục, giá trị sản xuất trên các lĩnh vực đều tăng, nông nghiệp thủy sản tăng hơn 7%, công nghiệp xây dựng tăng hơn 19%, thương mại dịch vụ tăng hơn 28%, quy động vốn đầu tư toàn xã hội được trên 13.200 tỷ đồng, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý nhà nước về đô thị xây dựng đất đai môi trường đạt nhiều kết quả tích cực, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, mạng lưới y tế được ổn định và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh các tuyến được chú trọng, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân quận Thốt Nốt vừa có buổi làm việc với ngành chức năng để thẩm tra, trà soát, đóng góp cho các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy kỳ họp lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân quận khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được ngành chức năng thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân quận về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kết quả thực hiện chủ đề năm 2022, tình hình thực hiện công tác, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Báo cáo về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 5 đến trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân quận Thốt Nốt khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời được nghe và góp ý cái dự thảo nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương năm 2022 và định hướng năm 2023. Sau khi nghe thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình nghị quyết, các địa biểu đã có những đóng góp đề nghị chỉnh sửa bổ sung một số từ ngữ kết quả số liệu nội dung ở các báo cáo, sao cho phù hợp, đảm bảo sát với tình hình thực tế tại từng đơn vị địa phương, để làm cơ sở trình và thông qua tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân quận Thuốc Nốt khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Mới đây, Chi cục Thuế khu vực Cái Răng Phong Điền hội nghị triển khai chính sách thuế và đối thoại doanh nghiệp quý tư năm 2022. Gần 100 đại biểu đại diện các doanh nghiệp hiện đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận Cái Răng và quận Phong Điền cùng đến dự. Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo ngành thuế thông tin tình hình công tác triển khai các quy định của pháp luật về thuế, đồng thời giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định số 91 trên 2022, ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế các nội dung liên quan đến quá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền chứng từ khấu trừ thu nhập cá nhân điện tử và giải đáp những ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp về chính sách thuế quá đơn chứng từ thuế gì thực hiện đăng ký kê khai thuế quyết toán thuế dần dần theo thông tin chi cục thuế khu vực Cái Răng Phong Điền cung cấp, đến ngày 10 tháng 12, quận Cái Răng đã thu ngân sách nhà nước tổng nguồn hơn 900 tỷ, đạt hơn 132% dự toán thành phố giao. Thưa quý vị, trường quân sự quân khu 9 với nhiệm vụ huấn luyện nhiều thầy giáo tay không cầm phấn. Giảng đường của họ chính là thao trường đầy nắng gió. Xong vượt qua khó khăn, các thầy giáo ở đây đã tích cực nghiên cứu sáng tạo để có những tiết giảng chất lượng bám sát thực tế chiến đấu trường quân sự quân khu 9 những ngày cuối năm trở nên hăng say hơn. Bên cạnh những giờ luyện tập căng thẳng là những phút giải lao với những câu chuyện vui buồn được tân binh đồng đội chia sẻ. Ngoài khi những giờ học giờ hành chính ra thì còn gắn bó với tụi em trong lúc lao động công tác và các sinh hoạt hàng ngày đó. coi như tụi em cùng à ăn chung một nhà ăn nè, rồi sinh hoạt trong cùng một đơn vị hoặc là ở chung cùng một đơn vị thì nó gần gũi hơn. Một trong những yêu cầu đối với người cán bộ huấn luyện không chỉ là thực hiện đúng trình tự các bước mà còn phải luôn đổi mới, sáng tạo trong phương pháp truyền đạt. Khi mà mình phân tích diễn giải ra thì tôi cảm thấy nó rất là chiều tượng, anh em nhận thức nó khó khăn, bởi vậy là tôi tập trung tôi đầu tư suy nghĩ và tôi uh, sáng kiến cải tiến ra những cái mô hình học cụ phương pháp để mình vận dụng cái phương pháp trực quan trình đại cho nó dễ. Huấn luyện ngày đã khó, đêm càng chất giả hơn. Từ chiến thuật bộ binh đến ngắm, bắn súng, đều là những nội dung huấn luyện đa dạng, nhiều hình thức, được tiến hành ở nhiều nơi, sát thực tế, với cường độ cao. Mọi sự lơ là trong quản lý đều tác động rất lớn đến tâm lý, thái độ của học viên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả huấn luyện. Huấn luyện ban đêm thì khó khăn. À, thứ nhất là về cái tầm nhìn, à, tầm quan sát, đặc biệt là cái duy trì luyện tập và sửa tập cho học viên thì gặp rất nhiều khó khăn. căn cứ theo cái nhiệm vụ rồi căn cứ theo các cái buổi học. Để từ đó đi tôi phải rút kinh nghiệm hàng ngày những các kinh nghiệm của anh em để truyền đạt cho học viên. Mình có cái gì thì mình phải truyền đạt cái đó. Lấy người học làm trung tâm đổi mới phương pháp, lý thực hành làm chính, chính là những nét tư duy giáo dục mới đang trở thành xu hướng và được quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên trong nỗ lực xây dựng trường quân sự quân khu chính chính quy, mẫu mực thời gian qua. Năm tới nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng cái nâng cao cái chất lượng giáo dục đào tạo nhất là cái khả năng mà cái cái cái, cái năng lực thực hành chỉ huy quản lý bộ đội cho cán bộ sau khi ra trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, giảng dạy, nhưng mỗi ngày những tiếng còi, tiếng hô vẫn vang lên đều đặn trên thao trường. Mồ hôi tâm sức luôn đẫm áo thầy và trò tại đây. Họ đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình đóng góp bền bỉ, thầm lặng mãi không dừng lại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng những đòi hỏi xây dựng lực lượng vũ trang quân khu chính, tinh, gọn, mạnh. Chương trình được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hội năng nhân chức độc gia cam điều quận Ô môn vừa tổng kết hoạt động hội năm 2022. Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch hội năng nhân chức độc gia cam thành phố Cần Thơ tham dự. Kết quả nổi bật trong năm 2022 là đơn vị đã dựng động các nguồn lực từ các tôn giáo, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cộng đồng trên 1 tỷ đồng tiền quà, chăm sóc 1.872 lượt nạn nhân, đạt 180% kế hoạch năm. Tổng quận hiện có 353 nạn nhân giả cam, trong đó có 111 nạn nhân không tự phục vụ được. Các hoạt động đa dạng như cấp 152 địa chỉ đỏ, trị giá 45 triệu đồng, cấp 22 suất học bổng hơn 20 triệu đồng cho học sinh, hỗ trợ Tết cho dây không lãi từ ngân hàng chính sách xã hội, sửa nhà cho nạn nhân gia cam. Dịp này, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn khen thưởng cho 7 tập thể 12 cá nhân có thành tích tốt trong công tác hội và chăm sóc tốt người bị nhiễm chức độc da cam. Cũng tại quận Ô Môn, trong năm 2022, các cấp mặt trận Tổ quốc quận Ô Môn đã làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội, chăm lo cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận. Qua đó để Dân động nhân dân thực hiện giảm giá nâng cấp gần 32 km đường giao thông, xây dựng mới 9 cây cầu bê tông và sửa chữa 7 cây cầu khác trị giá hơn 3 tỷ 300 triệu đồng và 3.300 ngày công lao động. Trong năm qua, từ các nguồn hỗ trợ, quận đã xây dựng sửa chữa 100 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng trị giá khoảng 4 tỷ 600 triệu đồng. Ngoài ra, nhân các dịp lễ Tết, mặt trận các cấp của quận còn vận động tặng hàng ngàn phần quà, suất học bổng trị giá gần 13 tỷ đồng. Chi hội nông dân ấp Thạnh Hòa thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, chi hội nông dân ấp Thạnh Hòa có 210 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 164 hộ được công nhận, đạt 78% so với số hộ đăng ký. Kết nạp mới 19 hộ viên, nên tổng số hội viên toàn ấp lên 51 hộ viên. Thành lập được 3 tổ hội nghề nghiệp, có 20 thành viên với diện tích sản xuất trên 6 hecta tham gia xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường với 15 hộ hội viên tham gia. Hiện nay, chi hội đang quản lý một tổ dây vốn với tổng số tiền trên 1 tỷ 400 triệu đồng cho 51 hộ dây để phát triển kinh tế gia đình. Diện động hồ viên hiến trên 3.200 m vuông đất để xây dựng giao thông đồng thôn, trong đó hội diện đóng góp trên 300 ngày công lao động. Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu ban chấp hành, bầu chi hội trưởng, chi hội phó và đại biểu dự đại hội nông dân thị trấn Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng nay, Trường Chính trị Thành phố Cần Thơ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung khóa 31-2022-2023. Trong thời gian 12 tháng, các học viên là cán bộ đảng viên trường đại học Cần Thơ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mạc Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các kỹ năng lãnh đạo quản lý, và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước một cách hệ thống. Để đánh giá kết quả học tập, khóa học thực hiện 13 lần thi hết học phần, thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối. cứ khóa học học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế cuối khóa và viết bài thu hoạch. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Chỉ đạo Thực tập Chữa cháy thành phố Cần Thơ tổ chức tổng duyệt kịch bản thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ hợp Trung tâm Thương mại Vincom Plaza và Seraton Hotel Cần Thơ thuộc phường Xuân Khánh của Ninh Kiều. Tình huống cháy được giả định do sự cố từ người điều khiển xe ô tô đi vào tầng hầm để giao quẹt vào phương tiện đi theo chiều ngược lại. Sau đó tiếp tục đụng vào các xe mô tô, làm ba người bị thương. Nhiên liệu trong xe đổ ra gây cháy tại tầng hầm và lan ra ngoài gây cháy lớn. Chỉ trong 10 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông đường bộ công an thành phố, công an quận Ninh Kiều, bộ chỉ huy quân, quân sự thành phố, bác sĩ bệnh viện đa khoa thành phố có mặt tại hiện trường triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các đại biểu tham dự đã đóng góp một số ý kiến về công tác chữa cháy, điều tiết giao thông, di tản người bị nạn. Theo kế hoạch, vào lúc 8 giờ sáng mai, 20 tháng 12 sẽ diễn ra buổi thực tập chính thức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ hợp trung tâm thương mại Wincom Plaza và Sheraton Hotel Cần Thơ. Chương trình 12 giờ của đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt